Xin chào, đây là The Backrooms Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ phân tích về level 6, layout. Level 6, survival difficulty, pending, safety undetermined, unsecure, present of entities undetermined. Level 6 là một trong những level được đánh giá khá đặc biệt so với những level còn lại bởi sự dị thường của nó. Không biết đã có điều gì xảy ra trong level 6, nhưng không có bất kỳ một nguồn sáng nào có thể thắp sáng lại được level 6 kể từ khi nó được phát hiện. Vậy, level 6 có gì kỳ lạ? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Level 6 bao gồm một lượng hành lang không xác định được tạo thành từ những bức tường kim loại và nền gạch. Toàn bộ level 6 bị bao phủ bởi một bóng tối hoàn toàn và không có nguồn ánh sáng nào có thể làm cho level có thể nhìn thấy rõ hơn hiện tại. Việc chụp ảnh hầu như luôn luôn là thứ không được sử dụng trong level này do quá thiếu ánh sáng. Tất nhiên, lý do này cũng khiến cho chúng ta gần như không thể nhìn thấy những kẻ sống sót khác trong level 6, cho nên dù cả hai người có ở khoảng cách gần thì cũng không thể nhận thức được nhau. Một số báo cáo cho rằng có sự hiện diện của Smiler và Faceling có thể xuất hiện trong level này, nhưng chúng được xác định là ảo giác hoặc là kết quả của những tiếng ồn không xác định. Hiện tại, không có thực thể nào được báo cáo tìm thấy ở level 6, và người ta tin rằng level 6 có thể ảnh hưởng đến nhận thức của con người về thực tế, dẫn đến các triệu chứng hoang tưởng và vô trụ. Mặc dù không có một mối đe dọa cụ thể nào được biết đến, nhưng level 6 được những người lang thang dày dặn coi là một trong những cấp độ nguy hiểm nhất của The Backrooms. Một phần đáng kể những kẻ lang thang bước vào level 6 đã gần như không thể quay trở lại. Và giờ, chúng ta sẽ đến với phần lối thoát và lối vào của level 6 nào. Bạn có thể đến được level 6 duy nhất thông qua boiler room của level 5. Ngoài ra, vẫn chưa tìm thấy bất kỳ một lối khác để đến được level 6. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với lối thoát. Khám phá đủ sâu bên trong level 6 sẽ dẫn bạn đến level 7. Một số lỗ hổng có thể dẫn đến level 8. Đi xuyên qua một số khu vực nhất định sẽ đến được level 6.1. Mình biết video này có vẻ hơi ngắn, nên mình sẽ đặt thêm một số câu hỏi về video này. Đó chính là: tại sao level 6 lại tối đến như vậy? Và tại sao level này không có bất kỳ thực thể nào? Đầu tiên, mình không rõ rằng lý do tại sao level 6 lại tối đến như vậy. Nhưng nếu dựa vào một phần thực tế thì có lẽ là do level 6 là một nơi hoàn toàn kín ánh sáng. Con người chúng ta nhận thức được mọi vật xung quanh nhờ có ánh sáng chiếu vào mắt. Nhưng nếu độ sáng hoặc độ tối quá cao sẽ dẫn tới trường hợp bị mất nhận thức về mọi vật xung quanh, hoặc tệ hơn là mù hoàn toàn. Vậy nên theo giả thuyết của mình thì level 6 phải là một nơi hoàn toàn không tồn tại khái niệm là ánh sáng, nên đó cũng lý giải cho lý do rằng tại sao chúng ta không thể sử dụng được bất kỳ nguồn sáng nào để có thể thắp sáng trong level 6 và cũng không thể nhận thức được mọi người xung quanh. Câu hỏi thứ hai, đây là một lý do hoàn toàn có thể dễ hiểu, là do không có ánh sáng nên khả năng nhận thức của các thực thể bao gồm chúng ta là bằng không. Giả sử như có báo cáo về thực thể số 3, Smiler, như mình đã nói ở một video, chúng sẽ bị thu hút bởi ánh sáng và tiếng động mạnh. Chỉ có điều là chúng ta đã loại bỏ đi phần ánh sáng trong level 6 rồi, nên chúng ta sẽ xét về phần tiếng động mạnh. Nhưng kể cả chúng đi theo âm thanh để đến được chỗ con mồi thì chúng đâu thể thấy ta, và ta cũng đâu thể thấy chúng. Thế nên cả hai sẽ bị mắc kẹt trong cái vòng lặp luẩn quẩn là tìm đối phương trong vô vọng. Vậy nên chúng ta có thể kết luận được rằng level 6 là một level cực kỳ nguy hiểm, cần phải tránh việc đi tìm đường đến level 6 bằng mọi giá. Còn không thì mình không biết kết cục của bạn khi vào đó là gì đâu. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và chúc một ngày tốt lành.